mặc thêm áo vào không có lạnh nữa cơ. Hả? Máy muốn chụp ra đấy. Ừ, máy hôm nay chụp mới lên được. Chứ những cái máy kia không lên. Ăn chụp hơi khó lên. Summer. Đây mới là summer. Đấy, nhìn có một cái ngọn núi màu đen. Dạ. Đẹp. Mưa này là quý cho họ lắm. Đen từ đấy. Wow. Này máy không để chụp. Không lên được hết. Đây xuống biển chết có 25 cây thôi. Đây đúng không? Đây chết. Bơi chết. Bơi giờ mà xuống á. Đang đi thế này bướng bướng cái tự nhiên thế này. Gọi là đang đi ban đêm. Jericho. Cái nơi mà chú bị cảm chú bị cảm. Thank you.
mở lòng hai bên này. Từ cái khu vực mộ này bắt đầu người ta mới thay đổi khu vực cũ, như kiểu ngày xưa đủ vuông, bây giờ thay đổi thành khu vực tròn, và xung quanh này người ta xây cái nhà phường rộng to hơn. Bắt đầu người ta sau khi xây dựng nhà nguyện xong rồi, người ta đập bớt cái này đi, người ta làm một cái dãy trở thành cái dãy chính ở bên này thôi. Thì hai dãy hai bên này á, một bên người ta nói dịch Việt Nam, một bên dịch Trung Quốc. Cái kinh nhà thờ này là của bên Kito á. Người ta bảo người ta xây dựng lên những cái này, từ từ ra người ta chỉ xem thêm được bớt thôi, còn không gấp. À, ở bên dưới còn nguyên gì ạ? À? Còn cái diện này người ta tiến hành. Ở đây cái vị này thấy được toàn bộ những bức tranh này á, người ta lấy từ dưới nền đi lên. Và ở đây có rất là nhiều lớp. Ở bên kia một lớp, ở đây một lớp, ở đằng này một lớp, có nghĩa là rất là nhiều thời đại người ta chồng lên nhau. Thì trong đó bức tranh này là bức tranh đẹp nhất về ở đây. Vì sao đẹp nhất? Ở đây người ta thể hiện được rất là nhiều thứ. Thứ nhất, ở đây quý vị thấy có rất là nhiều loài vật. Những con vật này là những con vật nuôi, những con vật mà dùng để chuyên chở trên sa mạc. Và quý vị thấy ở đây có người da vàng, có người da vàng, có vị thầy tu, có người da đen. Chứng tỏ ở đây những người châu Phi cũng qua đây tham gia mua bán bình thường. Con ngựa và con lạc đà, đây là những con vật nuôi mà để chuyên chở chính. Còn cái dòng thứ hai, đó là những cái loài cây trồng được ở khu vực này. Và ngoài bên ngoài những loài cây là những cái loài con vật người ta đã thuần phục và người ta nuôi được ở đây để vừa lấy thịt vừa lấy sữa. Con cừu, con lừa, đây con dê có đầy đủ hết ở đây quý vị nhé. Và bên cạnh những cái này chính là cái nơi mà trồng được những loài cỏ cây hoa lá ở đây. Đến dòng thứ ba thì toàn bộ khu vực này mặc dù là như vậy nhưng người ta vẫn có những loài động vật khác nhau. Thì ở đây là có những con ngựa người ta cưỡi để người ta săn heo rừng, săn bão, săn hổ trên đó, săn nai, săn hươu. Như vậy ở đây không những chăn nuôi, không những trồng trọt, không những giao thương buôn bán, người ta có những hoạt động về săn bắt có ở đây luôn. Và cái cải cuối cùng cũng gần tương tự như vậy. Cái cuối cùng là khi ngoài những người lính săn ra thì đây là những người ở trong quân đội, người ta có cung nỏ, có áo giáp, có đầy đủ trên đó luôn. Như vậy toàn bộ bức tranh này chính là thể hiện một cái phần hầu như hoàn chỉnh nhất về con người và cuộc sống hiện tại thời bây giờ. Cỏ, cây, hoa, lá, con người, hoạt động thương mại, chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thương mại có đầy đủ hết ở trong này. Như vậy khu vực này ngày xưa không phải là khu vực sa mạc như bây giờ, mà thời đó khu vực này vẫn là một trong những khu vực rừng xanh, chứ không phải là sa mạc khoáng như vậy. Chỉ mang nhiều lớp quá. Cái áo khoác nó có này đã có dày nhưng mà nó không có. Con lấy đang hoàng tử tế, con này tử tế. Con này tử tế thì ăn tử tế rồi nhé. Con không muốn. Tức là nó tập đoàn của mình mà.